Xin mến chào quý vị quay trở lại và theo dõi tin người Việt Canada. Bản tin phát sóng mỗi ngày tại YouTube channel để cập nhật tin tức Canada cũng như trên thế giới và cảm ơn quý vị luôn theo dõi, đồng hành cũng như là góp ý cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay tin tức Canada quay trở lại về việc mà kết tội giết người trong trường hợp của Dallas Lý và bồi thẩm đoàn đã kết luận Dallas Lý phạm tội giết người cấp độ 2 trong cái chết mẹ của mình bà Tiên Lý sau một ngày nghỉ án và chàng trai 23 tuổi thừa nhận đã đâm mẹ mình liên tục trong căn hộ ở Leslie View vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 trước khi mà bỏ xác bà vào túi rác ở trên đường đại lộ ở phía đông. Bà Tiên Lý, 46 tuổi, bị đâm tới 27 nhát thưa quý vị trước khi mà bị chặt đầu và theo báo cáo khám nghiệm tử thi đã cho biết Báo cáo cũng cho thấy rằng bà bị một vết đâm sâu ở bên trái cổ cùng với những vết thương khác ở mặt, cổ và cánh tay. Và Đa Lý đã làm chứng trong phiên tòa, nói với bồi thẩm đoàn rằng mẹ anh ta đã đánh và gọi anh ta là ngu ngốc và lười biếng. Anh ta cũng làm chứng rằng mẹ anh ta đã đe dọa giết anh ta và gì của anh ta vào đêm xảy ra vụ đâm. Sau khi anh ta nói với bà rằng anh dự định sẽ chuyển ra ngoài ở và sống với dì của mình. Dallas Lee cũng đã khai rằng anh ta đã nhốt mình trong phòng nhiều giờ sau đó và có lúc cố gắng gọi điện cho mẹ vì anh ta không nghĩ vụ đâm là có thật. Và Dallas Lý có vẻ như là run rẩy sau khi nghe phán quyết cuối cùng của tòa án và Dallas đã khai rằng anh ta không có ý định giết mẹ của mình nhưng mà anh ta đã mất bình tĩnh khi mà bị bà đe dọa. Tuy nhiên thưa quý vị, cơ quan công tố cho rằng hành động của Dallas Lý đối với mẹ của mình là cố ý cố ý và đã cắt đứt một số động mạch chính trên người mẹ của mình. Và luật sư bào chữa cũng cho biết họ thấy thất vọng với phán quyết của tòa án. Họ nói rằng chúng tôi đứng đằng sau lời kể của Dallas. Anh ấy phải kể và nghe câu chuyện của mình. Và chúng tôi rất biết ơn sự xem xét của bồi thẩm đoàn. Nhưng mà trường hợp này thực sự nhấn mạnh một thực tế là có nhiều việc phải làm trong mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và hệ thống tư pháp và hình sự. Tòa án trong tương lai sẽ kiểm tra xem việc mà thừa nhận bằng chứng và chuyên môn trong vụ án này có phù hợp hay không, và chúng tôi rất biết ơn những người đã tiếp tục hỗ trợ đa đá lý trong suốt phiên tòa này. Dallas chưa bao giờ cố gắng biện minh cho hành động của mình trong lời khai, và những lời giải thích về trạng thái tinh thần của anh ấy chắc chắn là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong những gì xảy ra vào đêm hôm đó. Và các luật sư bào chữa cũng đã gọi điện cho bác sĩ tâm thần là ông Bastel, người đã phỏng vấn Dallas Lý và nói với bồi thẩm đoàn rằng anh ta đang gặp phải những triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD trong vụ đâm. Và sau khi mà bị kết tội giết người, thì năm bồi thẩm đoàn đề nghị Dallas Lý phải thụ án tối thiểu là 10 năm để có thể được ân xá và những người khác đề nghị mất nghị án là 15 năm. Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng thưa quý vị và quay trở lại với tin tức Canada được quan tâm trong ngày hôm nay đó là Canada sẽ khôi phục quyền công dân cho những em bé sinh ra ở nước ngoài và chính phủ liên bang đang có kế hoạch sẽ khôi phục quyền lợi được gọi là lost Canadian, những người Canada đã mất bằng cách cho phép những người Canada sinh ra ở nước ngoài được truyền lại quyền công dân ngay cả khi mà con cái của họ cũng được sinh ra ở nước ngoài. Bộ trưởng nhập cư ông Mark Miller đã đề trình dự luật vào ngày hôm nay 23 tháng 5 nhằm đảo ngược quy tắc giới hạn thế hệ thứ hai do Đảng Bảo thủ đã đưa ra vào năm 2009. Và ông Miller nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, quốc tịch Canada được đánh giá cao và được công nhận trên toàn thế giới. Không phải ai cũng có quyền được hưởng điều đó, nhưng mà đối với những người như vậy thì điều đó cần phải công bằng hơn. Theo luật mới thì cha mẹ người Canada phải chứng minh họ đã ở Canada ít nhất là 3 năm để có thể đủ điều kiện và tôi nghĩ đó là một giới hạn hợp lý đối với mối liên hệ đáng kể với Canada và đây là một cách tiếp cận hợp lý đối với một số điều gì đó không hợp lý trước đây. Tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở Ontario đã nhận thấy quy tắc giới hạn thế hệ thứ hai là vi hiến và có tác động không cân xứng đối với phụ nữ. Nó cũng cho rằng chính phủ của Thủ tướng Trudeau thời hạn cho đến ngày 19 tháng 6 để có thể sửa đổi luật này. Nhà phê bình nhập cư của đảng NTB là Jenny Yang đã giúp soạn thảo luật và phát biểu cùng với ông Miller tại thông báo vào ngày hôm nay. Người này chia sẻ rằng, tôi đã nói chuyện với những thành viên trong gia đình đã bị chia cắt khỏi những người thân yêu của họ vì luật bất công mà đảng bảo thủ đã đưa ra cách đây 15 năm. Và Don Chairman, người đã đặt ra thuật ngữ Lost Canadian và phải tự mình nộp đơn xin lại quyền công dân Canada và gọi dự luật đề xuất là rất quan trọng. Nó có sự phân nhánh rất lớn, và dù luật này sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Canada mà phụ nữ đạt được những quyền giống như là nam giới trong đạo luật quốc tịch. Cựu thủ tướng Stephen Harper đã đưa ra sự thay đổi vào năm 2009 nhằm chấn áp cái gọi là sự thuận tiện của người Canada đã tước bỏ quyền mà tự động có quốc tịch của những đứa trẻ Canada sinh ra ở nước ngoài, và hành động này được đưa ra sau phản ứng dữ dội về chi phí về di tản công dân Canada khỏi Lebanon trong cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Theo báo cáo, hoạt động này đã tiêu tốn của những người nộp thuế 85 triệu đô. Người Canada sống ở nước ngoài đôi khi có thể là những gánh nặng cho chính phủ theo nghĩa là nếu như chúng tôi cần phải di tản họ trong cuộc xung đột vũ trang hoặc là nếu họ quay trở lại đất nước để tìm kiếm sự chăm sóc về sức khỏe nhưng mà họ cũng là một nguồn tiềm năng của sự thịnh vượng kinh tế. Bởi vì chúng tôi biết rằng, cộng đồng người hải ngoại trên toàn thế giới đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia. Bộ trưởng Bộ Nhập Cư không thể cho biết có bao nhiêu công dân sẽ được thêm vào Canada sau những thay đổi đã được đề xuất có hiệu lực, nhưng mà cho biết rằng luật năm 2009 rõ ràng là không công bằng. Nhà phê bình nhập cư bảo thủ gọi những bình luận của ông Miller là không trung thực và chỉ trích cách mà xử lý vấn đề nhập cư của chính phủ Thủ tướng Trudeau. Justin Trudeau đã phá vỡ hệ thống nhập cư của chúng ta và cho phép gian lận, hỗn loạn và chậm trễ lan tràn. Cũng không biết quý vị, nhưng khán giả của tin người Việt Canada, quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Mời quý vị chia sẻ cùng bản tin Julie. Rất cảm ơn quý vị. Và tiếp đến thưa quý vị, nếu như quý vị thử tìm một vé máy bay để có thể đi nghỉ vào mùa hè này thì chắc chắn nó không hề rẻ. Và chính vì vậy mà WestJet đang yêu cầu chính phủ liên bang hãy đưa ra các biện pháp để có thể giảm chi phí vé cho những khách du lịch. Nhưng mà vẫn còn câu hỏi về việc ai sẽ đứng ra thanh toán hóa đơn. Giám đốc điều hành của tập đoàn máy bay WestJet đang yêu cầu chính phủ liên bang phải xem xét các khoản phí bổ sung ngoài mà việc trả vé cho những dự án và bảo trì ở sân bay. Và đại diện của WestJet cũng cho biết rằng họ mong muốn sẽ đóng băng những khoản phí trong quá trình xem xét đang được tiến hành. Ngoài giá cơ bản của chỗ ngồi trên máy bay thì hành khách còn phải trả thêm phí sân bay, phí điều hướng và thuế của chính phủ. Và các sân bay tính phí cảng thực hiện máy bay gọi là AIF. Những phí này khác nhau tùy thuộc vào nơi mà quý vị bay và nói chung những chi phí đó lên tới khoảng 35 đô. Các khoản phí của chính phủ bao gồm GST và PST. Ngoài chi phí dẫn đường hàng không thì có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách mà quý vị bay và chi phí về vé. Chuyên gia quản lý hàng không là John Scradet đã cho biết rằng ông tin rằng mô hình mà người dùng trả tiền nên được xem xét lại nhưng mà việc tìm một giải pháp để thay thế là một câu hỏi rất phức tạp. Nếu như không phải là người dùng trả tiền thì ai sẽ trả cho phí đó? Ai sẽ phải trả tiền cho sân bay, và ai đó sẽ phải trả tiền cho đường băng và ai đó sẽ phải trả tiền cho bãi đầu xe hoặc là những nhà ga mở rộng. Và giải pháp thay thế cho việc người dùng trả tiền là quý vị và tôi với tư cách là những người nộp thuế. Những người nộp thuế thông thường sẽ phải bắt đầu trả tiền vé cho những người bay. Các sân bay Canada sẽ phải trả khoảng nửa tỷ đô tiền thuê cho Bộ Giao thông Canada mỗi năm và WestJet nói rằng điều đó nên dừng lại và tiền sẽ được chuyển hướng. Họ có thể sẽ tái đầu tư khoản này vào cơ sở hạ tầng. Một số sân bay ở Canada cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện nay, hoặc có thể sử dụng nó để có thể giảm giá vé. Và báo chí cũng đã liên lạc với Bộ Giao thông Liên bang để có thể có những phản hồi và một phát ngôn viên thuộc trách nhiệm thuộc về cả hai phía đã đưa ra câu trả lời như sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để có thể thu hút thêm đầu tư vào các sân bay của chúng tôi và để hàng triệu khách hàng có thể sẽ tiếp tục đi qua cửa của họ mỗi năm. Người Canada làm việc chăm chỉ và tiết kiệm để đi du lịch và họ mong muốn sẽ khởi hành đúng giờ. Mong đợi các tiêu chuẩn dịch vụ tốt và các hãng hàng không nên đặt việc cải thiện dịch vụ của mình lên ưu tiên hàng đầu và làm tốt hơn một chút cho người Canada. Còn Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của cơ quan quản lý sân bay tại thành phố Calgary cho biết rằng ví dụ như là sân bay Calgary cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch và chúng tôi có một khoản nợ 3,3 tỷ đô Chúng tôi đã thêm khoảng nợ 300 triệu đô trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 và những con số này là những trở ngại rất khó khăn. Thay vào đó, ông đề xuất rằng số tiền mà thuê sân bay thì có thể hướng tới trả nợ để có thể giảm nợ và kiểm soát và tính bền vững, có cải tiến về chất lượng và danh sách này cứ lặp đi lặp lại và chưa được giải quyết. Tại hội nghị, thì WestJet cũng đã tiết lộ kế hoạch của mình rằng sẽ bổ sung thêm ghế ở phía sau một số máy bay lớn hơn của mình Ví dụ như là máy bay Max 8 của hãng hiện có 174 ghế nhưng mà con số đó sẽ có thể lên tới 180. Tức là trong tương lai quý vị có thể sẽ phải đi những chiếc máy bay chật chội hơn, giá thì vẫn rất là cao. Và họ thực sự sẽ đưa một không gian cho chúng ta và tất nhiên là những cái chỗ ngồi của chúng ta, cái chỗ để chân sẽ không còn thể thoải mái như trước. Và WestJet cũng cho biết rằng nhiều chỗ ngồi hơn và nhiều lựa chọn về giá vé mới giảm giá cho những hành khách sẵn sàng, từ bỏ hành lý sách tay sẽ khiến cho chuyến đi của quý vị có thể là rẻ hơn một chút nhưng mà lại đặt ra một câu hỏi rằng liệu quý vị có cảm thấy thoải mái hay không. Và tiếp theo thưa quý vị, nếu như chúng ta chỉ vừa vui mừng vài ngày trước đây về chỉ số lạm phát Canada đã giảm, thì các ngân hàng Canada sẽ chuẩn bị đưa báo cáo kết quả mới nhất khi một cú sốc về thế chấp vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và mặc dù còn chỗ cho những điều bất ngờ nhưng mà các ngân hàng Canada dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh của mình trong thời gian gần nhất. Và quý này đánh dấu sự tương phản rất rõ rệt so với một năm trước. Và sự tàn phá của các ngân hàng điển hình như là ở Hoa Kỳ và ở Thụy Sĩ cũng đã tạo ra những nỗi lo. Và đồng thời, khả năng nền kinh tế gọi là lạm phát đang giảm xuống có thể xuất hiện khi mà các ngân hàng đang nỗ lực kiềm chế lạm phát thông qua lãi suất cao hơn. Và để so sánh thì quý gần đây nhất thì khá ổn định bất chấp những vấn đề nổi bật tại td bank group liên quan đến kiểm soát việc rửa tiền hoặc là với dữ liệu đáng khích lệ về mặt lạm phát kinh tế mức độ nợ quá hạn thế chấp vẫn ở mức thấp trong lịch sử và chỉ trong tuần này, thì thống kê Canada cũng đã báo cáo lạm phát giảm xuống 2,7% trong tháng 4, giảm từ con số 2,9% trong tháng 3 và điều này cũng đã làm tăng khả năng thị trường tài chính về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 lên tới 50% dự đoán. Nhưng mà với cả thời gian và tốc độ cắt giảm lãi suất đều không chắc chắn, cũng như là điều khoản thế chấp ở Canada sắp được gia hàng với lãi suất cao hơn đáng kể và các nhà phân tích sẽ phải tiếp tục tập trung vào những vấn đề về những khoản vay ngân hàng dự kiến sẽ có thể ổn định như thế nào trong thời gian tới. Nhà phân tích của RBC đã cho biết rằng sắp tới, ngân hàng của họ sẽ bắt đầu tin vào chất lượng tín dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu của những nhà đầu tư và trong một báo cáo về ổn định tài chính vào tháng 5, Ngân hàng Canada cũng lưu ý rằng một số người đang đi vay phải đối mặt với việc gia hạn, điều đó có nghĩa là số tiền thanh toán sẽ tăng hơn 60%. Nhưng mà cho đến nay thì các chủ nhà có vẻ như là vẫn đang quản lý rất tốt tài chính của mình. Báo cáo cũng cho biết, những khoản thế chấp nhà ở ở mức là 0,34% bị suy giảm tổng thể trong quý đầu tiên so với con số 0,43% vào cuối năm 2019 hoặc là 0,85% đạt được sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng mà căng thẳng đang gia tăng đối với những người đi vay và ngân hàng khi mà lãi suất cao vẫn đang tiếp tục tồn tại, đặc biệt là ở những ngân hàng nhỏ hơn. Đôi khi, chuyên phục vụ những người đi vay có rủi ro cao và các khoản thế chấp nhà ở quá hạn 90 ngày đang ở mức là 0,17% tại các ngân hàng lớn, còn 0,46% tại những ngân hàng nhỏ, trong khi cả hai thì đều dao động quanh mức 0,1% vào năm 2022. Và các ngân hàng cũng đang quản lý tốt, nhưng mà căng thẳng tài chính kéo dài đồng nghĩa với việc mà các nhà phân tích vẫn nhận thấy rằng việc mà giảm dần những khoản dự phòng về rủi ro tín dụng và tăng trưởng cho vay chậm lại trong thời gian tới và sức khỏe của người tiêu dùng nền kinh tế nói chung mới là câu hỏi lớn hơn khi mà lo ngại về việc mà ngân hàng cụ thể khi nào sẽ cắt giảm lãi suất và trong khi một số nhà phân tích chỉ ra câu hỏi về lãi suất thì ví dụ như là Scotiabank cũng đã có cái nhìn dài hạn hơn về tiềm năng của những ngân hàng và những thách thức mà họ đang gặp phải cũng giống như những vấn đề mà nền kinh tế Canada đang phải đối mặt giữa năng suất lao dốc chính sách tài chính thì không bền vững bao gồm sự bùng nổ tăng trưởng việc làm trong khu vực công và trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. Chúng tôi tin rằng bây giờ là công bằng khi đặt câu hỏi phép màu kinh tế Canada đã kết thúc hay chưa? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ không quyết định hướng đi tiếp theo của cổ phiếu ngân hàng trong vài tuần hoặc là quý tới, nhưng mà chắc chắn sẽ giúp xác định được hướng đi của chúng trong những năm tới. Và tiếp theo chuyển sang một số thông tin về đời sống. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì cơn lốc xoáy nghiêm trọng đã diễn ra tại bang Iowa và bang Texas của Hoa Kỳ và ít nhất là 4 người đã thiệt mạng sau khi mà lốc xoáy dữ dội đã tấn công khu vực đông nam bang Texas và lần thứ hai trong tháng năm này. Trong bão mang theo lốc xoáy đã thổi bay cửa sổ trên các tòa nhà cao tầng, làm đổ cây và khiến gần 900.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở khu vực thành phố Houston thuộc bang Texas đã bị mất điện. Văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia tại Houston cho biết rằng, cảnh báo lũ quét và dòng bão nghiêm trọng đã được ban hành đối với nhiều quận, với gió thổi mạnh gây thiệt hại và thậm chí rằng lốc xoáy có thể sẽ xảy ra vào buổi tối ngày hôm nay. Đường phố bị ngập lụt, cây cối và đường dây điện bị đổ trên khắp khu vực. Và giới chức của thành phố Houston cũng vẫn đang kêu gọi người dân hãy tránh xa đường vì nhiều con đường không thể đi qua và đèn giao thông không hoạt động. Các chuyến bay cũng đã hủy tại hai sân bay lớn của thành phố Houston vì thời tiết xấu. Gió đang duy trì ở tốc độ là 96 km h và đã được ghi nhận tại sân bay liên lục địa George Bush. Hơn 870.000 khách hàng bị mất điện trong và xung quanh quận Harris thuộc bang Texas và trong đó có thành phố Houston. Các cơn bão lớn cũng đã tấn công khu vực công này trong tuần đầu tiên của tháng 5 và nhiều cuộc giải cứu đã được triển khai trong bối cảnh mà mực nước dâng cao, bao gồm cả một số cuộc giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên mái của những ngôi nhà bị chìm trong nước lũ. Trong khi đó, tại bang Iowa, thì ít nhất 3 tuô bin gió cao 76 m đã bị đổ sập do một cơn lốc xoáy ở vùng tây nam của bang thưa quý vị. Một tuô bin bốc cháy, khói đen bốc lên từ cấu trúc bị đổ cong. Và phần lớn thị trấn Greenfield ở bang Iowa với dân số khoảng 2.000 người đã bị phá hủy. Trong khi nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiếp tục nhằm tìm kiếm những người sống sót, và hiện số người tử vong do lốc xoáy tại đây vẫn chưa được xác định chính xác. Các tòa nhà bao gồm cả nhà ở và cơ sở kinh doanh bị san phẳng, cây cối bị đổ ngã và xe cộ thì bị ném xuống đường ngổn ngang như những đống sắt vụn. Và trước đó thì gió mạnh, mưa đá cũng như là lốc xoáy đã quét qua nhiều khu vực ở các bang như là Oklahoma và Kansas vào ngày 19 tháng 5, làm hư hại nhà cửa và khiến hai người bị thương. Và thông tin mới nhất đã được đưa ra, ông Putin đã ký sắc lệnh mở đường cho việc tịch thu tài sản của Hoa Kỳ. Tổng thống Putin thưa quý vị đã ký sắc lệnh để vạch ra một quy trình tịch thu tài sản của Mỹ bị đóng băng ở Nga để có thể bù đắp thiệt hại cho lệnh trừng phạt từ phương Tây xuất phát từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tài sản Mỹ tại Nga thì có thể bị tịch thu để bù đắp thiệt hại cho chính phủ hoặc là ngân hàng trung ương Nga, theo sắc lệnh công bố mới nhất vào 23 tháng 5. Các công ty Nga cũng sẽ có thể đệ đơn để có thể đề nghị tòa án xác định xem tài sản của họ có bị Mỹ tịch thu vô lý hay không và yêu cầu bồi thường. Tòa án sau đó cũng ra lệnh bồi thường bằng tài sản Mỹ từ danh sách do Ủy ban Chính phủ để có thể kiểm soát đầu tư nước ngoài thiết lập và xác lệnh liệt kê tài sản có thể sẽ bị tịch thu đó là cổ phiếu, chứng khoán mà nhà đầu tư Mỹ nắm giữ tại công ty Nga, bất động sản hoặc là quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ Liên bang Nga trong 4 tháng cần phải bảo đảm đưa ra những thay đổi về luật pháp để có thể thực thi xác lệnh này. Và hành động này diễn ra trong bối cảnh mà các nước G7, trong đó có Hoa Kỳ, đang cân nhắc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở nước ngoài để có thể viện trợ cho Ukraine và Moscow chỉ trích hành động và dò đáp trả. Sau khi mà Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Hoa Kỳ cùng đồng minh phương Tây cũng đã áp hàng loạt những biện pháp trừng phạt như quý vị đã biết. Trong đó có việc đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Nga ở nước ngoài, hầu hết là châu Âu. Một phần nhỏ ở Hoa Kỳ và nhiều tài sản cá nhân, tổ chức Nga cũng đã bị đóng băng. Một số quan chức của Nga trước đó cho rằng nếu như tài sản của Nga bị tịch thu, Tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt được gọi là loại C ở Nga có thể sẽ phải đối mặt với số phận tương tự. <laughs> Dù xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại Channel Tin Người Việt Canada.